Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin cập nhật thị trường trong cái tuần ngày từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 8 tháng 3 tại của giải ITV trên kênh ITV Club Channel. Các bạn đang xem video này, các bạn hãy cho Dứa một lượt like, một lượt chia sẻ cũng giống như một cái trái tim màu tím để tăng thêm tương tác cho kênh các bạn nhé. Và để chương trình bắt đầu thì Dứa ITV cũng sẽ cùng với các bạn cập nhật về thị trường trong cái ngày cái tuần mà có ngày mùng 8 tháng 3. Và rõ ràng là nếu mà tuần là mùng 8 tháng 3 thì chúng ta rất có nhiều cái bông hoa hồng và chúng ta cũng muốn tìm kiếm những cái món quà để tặng bạn gái, tặng người yêu, tặng những chị em, người phụ nữ ở Việt Nam đúng không ạ? Nếu các bạn đang xem thì cho dưới một cái comment số 1 để biết được âm thanh hình ảnh là nghe rõ chưa. Nếu các bạn nào là nữ thì comment cho dưới số 2, nếu các bạn nào là nam thì comment cho dưới số 3 để GDP biết được và để chia sẻ rằng những cái món quà chia sẻ trong tuần tới. Và đây là những cái chia sẻ mà rõ ràng là rất nhiều nhà đầu tư không thích, nhưng mà đó là một cái sự thực tế rằng là các bạn vào những thời điểm này các bạn sẽ có một cái cảm giác đó là gì. Chúng ta vừa chốt lời xong và chúng ta đang có một cái cảm giác là vừa chốt lời xong thì thị trường đã có những thời điểm nó rung lắc, nó giảm điểm về cái vùng 1247, thậm chí trong phiên ATC của ngày thứ năm khi mà xác nhận tín hiệu phân kỳ thì ở trên khung daily thì các bạn cũng có thể thấy rằng là nó cũng đã về đến trong phiên ATC, nó về đến 1241 luôn. Đấy, tuy nhiên là nó cũng kéo lên ở trong phiên quay trở lại cái vùng 1252, chỉ giảm một chút điểm thôi. Tuy nhiên là ngày thứ sáu thì sau khi mà rung lắc về 1247.87 là điểm thấp nhất thì các bạn thấy là có những thời điểm nó cũng kéo lên đến cái vùng là 1258.76 và đang đóng phiên là 1258.28, tăng 5.55 điểm. Thì cũng rất nhiều quý anh chị thì lại có một cái suy nghĩ rằng là ồ, có phải chúng ta bán ngay mất hàng rồi hay không? Thì câu trả lời sẽ giữa cùng với dưới ITV sẽ chia sẻ với các bạn là trong cái video này các bạn nhé. Đừng quên cho dưới một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh. Các bạn cũng có thể thấy vào trong cái phiên ngày thứ sáu thì chúng ta đã thấy được một cái tổng khối lượng giao dịch là khoảng 961 triệu cổ phiếu và tổng giá trị đang là 23.700 tỷ. Rõ ràng là rất nhiều bạn thì tin rằng đây là một cái cú gọi là chúng ta có thể mở mua full margin, và thậm chí rằng khi chúng ta chốt lời thì các bạn bảo là có những bạn thì bảo là chia sẻ rằng là ôi, chúng ta chốt lời xong nó vẫn tăng, nó có tiếc không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về thị trường. Nếu các bạn tiếc thì các bạn hãy xem lại những cái video, những cái chia sẻ của dưới ITV trước đó. Khi tại thời điểm 1250 thì dưới ITV đã chia sẻ với các bạn một cái cú tín hiệu phân kỳ đảo chiều về đến cái vùng là 1024, 1037. Thì lúc đó nhiều các bạn bảo là hoang mang, cũng chia sẻ với dưới ITV là làm gì có câu chuyện nó xảy ra. Rất nhiều người anh lớn của dưới ITV cũng đã chia sẻ rằng này, dù ơi, có thật không? Nhưng mà khi bắt đầu nó rơi về những cái vùng nào các bạn, mất cái vùng 1001 là bắt đầu thấy có sự lo lắng về thị trường. Và sau đó nó rơi dần về 1080, 1084, rồi dần dần nó rơi về 1024. Lúc đấy mọi người mới thấy được cái cảm giác rằng ồ, tín hiệu phân kỳ nó cũng xảy ra. Cho dù nhá, tỷ lệ nó chỉ khoảng 80% xác suất nó sẽ xảy ra cho các bạn, còn lại 20%. Tí nữa mình sẽ cùng với các bạn phân tích rằng là nếu 80% xảy ra thì chúng ta nên làm điều gì, và 20% còn lại thì chúng ta nên làm điều gì. Và một lần nữa thì các bạn cũng có thể thấy trước đó ở câu lạc bộ ITP cũng như dưới ITP đã chia sẻ với các bạn là gì. Khi thị trường ở cái vùng 1500 thì dưới ITP và cùng với các cả anh em trong câu lạc bộ ITP đã chia sẻ với các bạn nó sẽ về vùng 885. Thì lúc đó rất nhiều bạn lo lắng, tại vì con số 885 và 862 thì ITV vẫn lưu giữ ở trong cái đồ thị này. Và các bạn có thể thấy được là vào những thời điểm này, khi mà thời gian đó nó đã đi qua rồi, thì các bạn sẽ xem lại những cái gì giữa ITV đã chia sẻ trước đó cùng với các bạn. Các bạn thấy rõ ràng là trong những cái lần trước khi mà giữa ITV chia sẻ với các bạn ở cái vùng phân kỳ ở đây đúng không? Đấy, khi mà có thể ra tín hiệu phân kỳ ở tháng 4 thì đã chia về những cái vùng này, thì đã chia sẻ với các bạn đây tín hiệu phân kỳ đảo chiều và đi về đến vùng 885, 862.
thì nó về đến 873 là nó là tạo ra một cái cú đáy, đúng không ạ? Thì các bạn có thể chia trung bình 885 và 862 cộng lại chia đôi thì chính là 873. Đấy. Và từ đó nó bật là đi lên để trong một cái và sau đó thì những lúc mà những tất cả những ai đang không tin tưởng vào những cái chia sẻ chưa tin tưởng các bạn thì cũng cũng nhận được những cái sự tin tưởng, bởi vì lúc đó thì đâu còn tiền nữa đâu. Khi chia sẻ đã mất tiền rồi, khi chúng ta thấy càng xuống chúng ta càng mua full margin, đấy, càng xuống càng trung bình giá đấy. Và thậm chí rằng có rất nhiều bạn đến thời điểm đó hỏi dưới tiền đâu, thì chúng ta hãy xem lại những cái bài học trong lịch sử, những cái quá khứ, những ai đang tham gia thì các bạn sẽ thấy một điều gì: tất cả những ai đã tham gia ở trên thị trường này đều hiểu một một lý do rằng nếu chúng ta học tập từ những cái sai lầm của những người khác, rút kinh nghiệm từ những sai lầm người khác, mình tin rằng trong đó có mình và có các bạn, nó sẽ xảy ra điều gì? Đó là chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền trong cái thời gian sắp tới. Bởi vì nếu chúng ta tự thực hiện những cái điều đó thì mình tin rằng những sai lầm của chúng ta sẽ trả giá bằng tiền và bằng rất nhiều tiền. Và thậm chí khi các bạn mua full margin xong, các bạn không có những cái cơ hội để mà mua thêm nữa, và các bạn sẽ phải bị gọi là fork sell ép margin. Bởi vì thậm chí rằng bây giờ các bạn sẽ có một cái tâm trạng thế này, rõ ràng là trong cái thời gian qua bắt đầu từ khi phá bắt đáy từ cái tháng 11 năm 2023 thì giữa ITP các bạn đã chia sẻ và cùng nhau bắt đáy ở cái vùng là 1024 và 1037. Thì tại thời điểm đó thì các bạn có thể thấy điều gì? Những cái cổ phiếu mà giữa ITP chia sẻ với các bạn gần như nó đã về điểm đầu tư trung hạn. Và khi chúng ta mua, và bây giờ chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ đi lại và lý do tại sao giữa ITP chia sẻ với các bạn có những cái tín hiệu phân kỳ đảo chiều xu hướng tăng tại cái vùng là 1266 thì nó sẽ có xu hướng giảm về vùng 1205 và 1150. Đấy, thì mình cũng sẽ cùng phân tích với các bạn trong cái nhận định của JTP trong những ngày tới, trong phiên ngày mùng 8 tháng 3, trong cái tuần mùng 8 tháng 3 các bạn. Và gần như là năm nào mùng 8 tháng 3 thì cũng thấy có một cái hình ảnh, đó là gì? Có một cái cô cầm một bó hoa này, mua hoa này, mua hoa này, mặc cổ phiếu thì đỏ lư này, đúng không? Thì các bạn có thể thấy rằng là đó là một cái cảm giác mà chúng ta sẽ cùng nhìn lại trong cái quá khứ để chúng ta hiểu được. Và như các bạn đã biết thì để mua được ở những cái vùng mà thậm chí khi mà dưới ITV chia sẻ các bạn mua lên kế hoạch trước, mua ở vùng 1024, 1037 và thêm một lần gia tăng nữa ở 1076, thì các bạn thấy rằng những cái nhà đầu tư đó đó là những nhà đầu tư số ít mua được ở những vùng đó. Mình không biết rằng là có những ai đang mua được những vùng đó, đã tham gia được những vùng đó, thì các bạn hãy cho dưới một lượt like, một lượt chia sẻ cũng giống như một cái lượt comment về các cái mã cổ phiếu các bạn là nắm giữ từ cái tháng 11 năm 2023. Và đến thời điểm này mình tin rằng là tài khoản của các bạn cũng đã đi lên từ 40 đến 50% rồi. Và khi mà tài khoản các bạn đã tăng như vậy thì mình cũng đã chia sẻ là cái cách gọi là tối ưu hóa cái lợi nhuận bằng cách chốt lời đi 50%. Ví dụ như trước đó thì các bạn có thể thấy là GITP có chia sẻ với các bạn một điều là những cái cổ phiếu như SSI bèo bèo cũng có giá 37, thì lên là 37.6 thì GITP xin phép chốt lời 50% tối ưu hóa lợi nhuận, bởi vì đã tham gia ở quanh cái vùng 26 rồi các bạn. Tại vì tại thời điểm đó khi mà SSI đã ở giá 33 đấy, thì mình có chia sẻ rằng SSI nó sẽ về vùng 24.8 cho đến 27, thì trung bình là nó về thấp nhất là về vùng 25.6, những cái vùng 26 khá nhiều người mua được, đó là những cái khách hàng lớn của JTB mua được. Và gom lại thì các bạn có thể thấy là khi mà mua từ ở vùng 26 ấy, thì tại thời điểm đó thì các bạn có thể thấy được là khi mà mua sóng thì đến cái vùng 37.6, tức là được khoảng 11 giá, hơn 11 giá thì dưới ITP chốt lời đi 50% sẽ được tối ưu hóa cái lợi nhuận đi khoảng 5.000 nữa. Thì từ vùng 26 thì các bạn chỉ còn cái vùng là gì? 20.5, 21 thôi. Đấy, thậm chí có bạn còn giá 20. Thì các bạn có yên tâm để nắm giữ không ạ? Nếu các bạn đang yêu thích những cái phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận khi mà có những cái tín hiệu phân kỳ đảo chiều xu hướng tăng, thì các bạn sẽ thấy được là
những cái phương pháp của dự án ITP sẽ mang lại cho các bạn những hiệu quả hơn, hay trước đó những bạn đang tham gia dự án ITP chia sẻ với các bạn những cái điều gì. Như cổ phiếu SHS, chúng ta đã có một cái quá trình tham gia và tối ưu hóa cái lợi nhuận và hạ cái giá vốn về vùng giá 4, thì các bạn thấy yên tâm, cho dù là bây giờ rung lắc, có rất nhiều bạn mua xong vẫn sợ các bạn. Và có những bạn thì có hỏi dự án ITP rằng là bây giờ em một hòa và lời một chút xíu ấy, thì em có bán không? Dự án ITP vẫn chia sẻ là bán hạ tỷ trọng để cầm phần tiền nhiều hơn. Bởi vì vào những thời điểm này khi mà có tín hiệu phân kỳ đảo chiều ấy, thì các bạn thấy rõ ràng là những lần trước dự án ITP cũng đã đúng rồi. Và lần này thì dự án ITP cũng tin chắc là khoảng 80% nó sẽ xảy ra. Và khi mà các bạn có một số bạn ấy, thì rõ ràng là sẽ có một những tư duy suy nghĩ rằng là ở cái thị trường này bây giờ không full margin ấy thì buồn cười, và phải full tỷ trọng, full cười lắm các bạn, cười tươi lắm. Nhưng mà các bạn sẽ thấy những ngày sắp tới nó sẽ khác đi rất nhiều, đúng không ạ? Bởi vì không có cái phân kỳ nào mà nó xảy ra ngay tức khắc. Và khi mà các bạn nhìn thấy cái bảng điện ấy, các bạn nhìn thấy các cái khối lượng ấy, thì các bạn sẽ thấy được là gì, để chốt lời được thì có những cái việc của những cái nhà tạo lập, họ cũng sẽ phải kéo lên để cho những có những sắc xanh. Lúc đó nó sẽ tạo ra một cái lực cầu, lực mua hơi gọi là FOMO, và cảm thấy rằng sự tiếc nuối sau khi chốt lời, mà các bạn sau khi chốt lời thì sẽ không kìm được lòng. Thật sự là mình có ngồi với rất nhiều nhà đầu tư và có chia sẻ rằng là cái việc khó nhất ở trên cái thị trường này ấy, đó là cái việc chốt lời xong mà tiền ở trong tài khoản ấy mà không mua bán gì, nó rất là khó. Đấy, mà mình thì đã chia sẻ với các bạn là gì, khi chốt lời xong ấy, cố gắng dành cái thời gian đó nghỉ ngơi, và thậm chí rằng tối ưu hóa lợi nhuận rồi thì ngẫm lại một chút xíu, đó là gì, chúng ta đã trading liên tục trong những tháng qua khi mà tất cả những ai ở trên thị trường cũng đang gặp khó khăn. Ví dụ như trước Tết như ITV chia sẻ với các bạn là gì, vượt 1180 nó sẽ tăng rất mạnh, và VN-Index tăng tốc bỏ rơi cho đến 1250, 1266. Như ITV chia sẻ với các bạn rất nhiều video như vậy. Nếu các bạn thấy đã xem những video đó, các bạn cho dưới một lượt like, một lượt chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và lúc đó thì trước Tết thì rất nhiều nhà đầu tư đã chia sẻ với dự án ITP rằng là thôi cũng phải bán đi trước Tết, chứ không biết sau Tết nó chuyện gì xảy ra. Thì mình có chia sẻ với các bạn một điều là gì, nếu chúng ta đã bán đi trước Tết thì các bạn sẽ sau Tết sẽ mua lại nhiều hơn, cao hơn. Đấy. Thậm chí rằng các bạn đã nhìn thấy được những cái cổ phiếu giống như dự án ITP đã thăm minh cho các bạn. Đó là CTG không có giá 37, dự án ITP không chốt lời. Và tuần vừa rồi thì CTG có giá 37. Đấy. Và khi có giá 37 thì dự án ITP đã chốt lời 50% sau khi đã mua ở những cái vùng giá 26. Đấy. Và các bạn cũng đã thấy được một cái quá trình đồng hành với dự án ITP ở trong những cái khung đồ thị trung hạn. Và các bạn sẽ thấy được là sử ITP sử dụng cái đá khung thời gian của Ichimoku Thịnh Phát đã nhìn thấy được, cho chúng ta thấy được là khi nó đạt được vùng 37 thì dự án ITP chốt lời, không hề chốt non hơn một like các bạn nhá, đủ 37 mới chốt lời, và chốt lời 50% và cũng mua ở cái vùng giá 26, cũng giống như là SSI. Thì các bạn có thể thấy được là cổ phiếu bánh cũng đang mang lại cho chúng ta một cái quá trình tăng điểm mạnh mẽ hơn, nhưng mà khi mà chốt lời như vậy thì cũng hạ được cái giá vốn của cổ phiếu CTG về quanh cái vùng 20-21. Thì rõ ràng là để tham minh và để chia sẻ với các bạn đồng hành một cái quãng thời gian dài như vậy thì rõ ràng cũng cần thời gian để các bạn hiểu dự án ITP hơn, nếu các bạn là những người mới. Còn những bạn đã đồng hành cùng với dự án ITP trong thời gian qua đều hiểu rằng là những cái cảnh báo của dự án ITP đã chia sẻ với các bạn, nó chỉ là xảy ra nó muộn hơn một chút xíu. Bởi vì sao vậy? Dự án ITP luôn luôn không muốn bán trên trên thật sự là quá đỉnh cao, nhưng mỗi lần dự án ITP bán thì các bạn sẽ có cái cảm giác là gì, nó cũng khó tăng lắm, nó khó tăng lắm. Đấy. Mình thì không nói là mình sẽ đạt được cái đỉnh cao đâu, nhưng mà các bạn sẽ thấy là ví dụ như có những cái cổ phiếu bán xong là gần như là nó không thay đổi được về mặt xu hướng tiếp tục là tăng nữa, mà nó đang tích lũy trở lại điều chỉnh này. Bởi vì chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận các bạn. Bởi vì nếu các bạn sử dụng Ichimoku Thịnh Phát thì các bạn sẽ hiểu được điều đó xảy ra. Và hiện tại thì các bạn thấy là mình cũng đang tranh thủ trong cái thời gian mà
Anh Trịnh Phát, hôm nay là ngày thứ hai đào tạo tại khóa Ichimoku Trịnh Phát đỉnh cao tại Nghệ An. Đấy, trên cái hướng Bắc Hồ với các nhiều học viên đang học ở dưới thì dưới vì tranh thủ để làm cập nhật về thị trường cho các bạn trong ngày hôm nay. Và các bạn có thể cho dưới một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh. Dưới TP đã gửi các cái đường link trên comment chat để các bạn có thể tham gia vào room VIP của dưới TP, cũng giống như là các bạn tham gia các cái đường link để mở tài khoản chứng khoán VPS hay SSI nơi các cái ID mà dưới ITP đang quản lý các bạn nhé. Đấy, dưới ITP sẽ gửi đường link trên khung comment chat. Các bạn có thể click vào để các bạn tham gia và đồng hành cùng với dưới ITP trong thời gian sắp tới. Có một điều mà chúng ta sẽ quay trở lại với thị trường một chút xíu. Thì các bạn có thể thấy là VN Index tăng là 5.55 điểm. Đấy. HNX Index là tăng 0.97 điểm. Và Upcom Index đã tăng 0.53 điểm. Nhóm VN30 đang đóng góp cho thị trường tăng lại là 1.32 điểm. Và VN30 F1M vẫn đang loanh quanh cái vực khu vực 1266. Và đấy là sau khi mà cái quãng thời gian giữa ITP đã cùng với một số nhà đầu tư đã có những cái cú big long từ những cái vùng 1068.5 lên đến 1266 thì chia sẻ với các bạn từ Tết rồi. Cho nên cũng chốt lời ở đâu đó khoảng 200 điểm thôi, gần 200 điểm, nhưng vẫn có những người khách hàng đồng hành cùng với GTV đã có một cái cú big long trong vòng 4 tháng qua đấy, ở cái vùng là 1066. Thì phải nói với các bạn rằng là để chúng ta tham gia được như vậy thì chúng ta cần phải có cái thời gian và chúng ta hiểu được cái bộ công cụ ITP. Những lúc mà GTV chia sẻ với các bạn big long đó là những cái cơ hội mà các bạn sẽ thấy được là chúng ta có một cái quá trình để gồng lãi và ghi điểm cùng với GITP. Đấy, thật ra thì cũng không thích chia sẻ nhiều về về mặt là cái kết quả, nhưng mà các bạn thấy rõ ràng là những ai đã chốt lời tài khoản như vậy á, 200 điểm là chính là x2 tài khoản các bạn nhé, x2 tài khoản luôn đấy. Đấy, và các bạn có thể thấy vào những thời điểm này mà sẽ cũng sẽ có nhiều người đang thua lỗ ở trên cái mảng chứng khoán phái sinh. Nhưng nếu không hiểu, không có phương pháp đồng hành cũng như có robot của câu lạc bộ ITP thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ thua khá cao. Đấy, nếu các bạn nào thua thì các bạn nhớ click vào đường link để các bạn comment và cùng với dưới ITP để chúng ta cùng nhau tham gia và giao lưu các bạn nhé. Đấy, thì các bạn có thể thấy vào những thời điểm này thì về mặt thị trường thì các bạn thấy ngày thứ sáu ấy thì có 293 mã tăng, 182 mã giảm và 82 mã không đổi. Và nổi bật thì các bạn có thể thấy được là tác động tới VN Index thì có những cái cổ phiếu như BIDV đúng không ạ? Thì đây là cái cổ phiếu mà dưới ITP đã chia sẻ với các bạn là những cái điểm gồng lãi khi chúng ta mua những cái tín hiệu breakout. Đấy, các bạn có thể xem lại là trong room của dưới khách hàng. Đấy. Đấy, những cái cổ phiếu như BIDV thì các bạn sẽ thấy được điều gì? Đấy. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy được điều gì trong cổ phiếu ITP. Tại vì từ ngày mùng 5 tháng 1 thì mua cổ phiếu BID của BIDV thì mua ở cái vùng là 44.9 các bạn. Đấy, và có những cái điểm chốt lời ở vùng 5x thì bây giờ các bạn xem lại là các cái cổ phiếu đó đang như thế nào. Đấy, chúng ta cùng quay trở lại thôi một chút để chúng ta đóng góp ở những cái cổ phiếu này. Khi mà trước đó thì GITP cũng đã chia sẻ với một số anh chị khách hàng cái phiên BIDV tím thì có chốt lời 50% của cổ phiếu BIDV ở 53.2. Đấy. Còn phần còn lại thì vẫn đang tiếp tục nắm giữ. Đấy. Không có vấn đề gì cả các bạn. Cho nên là vào những thời điểm này thì rất nhiều nhà đầu tư cũng đang khá lo lắng về về cổ phiếu BIDV. Thì các bạn sẽ thấy điều gì? Có một sự tiếc nuối, nhưng mà các bạn sẽ thấy được hiện tại thì cổ phiếu BIDV đang có cái vùng khách sạn Ichimoku Trịnh Phát đang hút giá về cái vùng 50.75. Nếu nó mất 51.85 thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ về quanh cái vùng 50.75 các bạn nhé. Và những cái điểm hỗ trợ của nó chính là 50.75, 51.2 cơ.
Hiện tại thì các bạn có thể thấy được là nếu nó giảm đi khoảng 2 điểm thôi thì nó tác động tới VN-Index khá nhiều đấy các bạn nhá. Đấy. Còn về mặt xu hướng thì nó vẫn là một cái xu hướng tăng trong một cái trạng thái đang tích lũy lại các bạn sau khi vượt từ những cái vùng đỉnh trong quá khứ, thì chúng ta sẽ thấy được là khi mà chúng ta tham gia ở trên thị trường, chúng ta nhìn thấy được những cái phá phá đỉnh như vậy thì nó vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên nó sẽ cần phải tích lũy trở lại, vì sau một cái đà tăng rất là mạnh thì chúng ta cũng đã có được hơn 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 8 giá rồi các bạn, nó từ vùng 44 45 thì giá ITB đã chia sẻ các bạn những cái điểm mua và những cái tín hiệu như breakout như vậy thì chúng ta cũng đã có một cái quá trình như vậy, và chúng ta hạ được cái giá vốn xuống quanh cái vùng 40 thì các bạn cũng không phải quá lo lắng gì khi các bạn đồng hành cùng với giá ITB trong thời gian qua. Đấy, một cái cổ phiếu khác thì giống như cổ phiếu để chúng ta đi xem lại là những cái cổ phiếu đóng góp cho thị trường các bạn nhé, hay là cổ phiếu VHM. Đấy, VHM thì các bạn cũng có thể thấy là VHM thì là một cái cổ phiếu mà dự ITP cũng đã lì xì cho các bạn trong cái ngày mà giao dịch đầu tiên của thị trường. Đấy, giao dịch đầu tiên của thị trường và mở phiên ngày 15 tháng 2 thì cũng đã đều chia sẻ các bạn những cái cơ hội, và có những cái cơ hội chốt lời T2 cộng 2,5 mà mình cũng đã chốt lời đến tận 60% rồi các bạn, hạ được giá vốn về 39 rồi, cho nên cũng không phải quá lăn tăn gì vào những cái thời điểm này nữa. Và khi chốt lời thì các bạn có thể thấy là ở những vùng quanh 46 rồi, cho nên vào những thời điểm này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đang có những cái vùng hỗ trợ ở quanh cái vùng 42,4 đấy, mà kháng cự ở trên là vùng 46,9 thì mình cũng không chốt lời được đỉnh cao hơn, nhưng mà mình chốt lời khoảng 46 đấy, chia sẻ với các bạn là như vậy. Và hiện tại trong khung trong ngắn hạn thì các bạn có thể thấy là cho dù nó đang đi vào cái xu hướng như cổ phiếu VHM đang ở đây, tuy nhiên các bạn sẽ thấy một điều rằng là trong vòng 5 giờ tới, trong vòng 2 phiên tới đi, nếu mà VHM không vượt qua được cái giữ được ở trên cái vùng là 48 43,85 thì các bạn sẽ có một cái xu hướng là nó sẽ có những cái phá điều chỉnh về những cái vùng phía dưới 40 41 42 các bạn nhá. Đấy, trong ngắn hạn là như vậy, trong vòng 2 3 phiên nữa thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái phá điều chỉnh về quanh cái vùng 42,4. Đấy, thì lúc đó các bạn đừng có hoang mang, bởi vì những cái cổ phiếu trụ như thế này thì nó cũng sẽ tác động tới những cái điểm số của VN-Index cho các bạn. Đấy, những cái vùng cân bằng hơn. Thì các bạn có thể thấy là khi mà các cái nhà đầu tư muốn phân phối á, những cái phân phối mà vùng giá cao hơn á, thì có một cái cách đó là kéo các cái cổ phiếu trụ đi lên để phân phối được các cái nhóm ngành, thậm chí rằng là đưa ra bơm những cái thông tin media thật tốt để làm gì các bạn, để gọi là để bán hàng được dễ hơn, và cái lượng tiền mà FOMO mua vào khá nhiều. Và các bạn cũng có thể thấy được là vào những thời điểm này thì với những cái chính sách vĩ mô thì các bạn có thể thấy là Fed cũng đang trì hoãn việc giảm lãi suất, và các bạn có thể thấy là một số cái loại tài sản cũng đang có những cái tín hiệu là hút dòng vốn kỷ lục cực cao. Thì các bạn có thể thấy được là vào những thời điểm này thì có những vị chủ tịch, những thành viên của Fed ấy, ví dụ như chủ tịch của Fed tại Cleveland thì cho biết chỉ số gia tăng không làm thay đổi quan điểm của bà về lạm phát và dự báo của bà về 3 lần hạ lãi suất trong năm 2024. Thì các bạn cũng có thể thấy được là ngày 29 tháng 2, chủ tịch dự trữ liên bang Mỹ Fed tại tại Cleveland thì bà Loretta Mester cho rằng là số liệu lạm phát mới nhất không làm thay đổi dự báo của bà về cái việc mà hạ lãi suất khoảng 3 lần trong năm 2024. Và các bạn có thể thấy được là nếu chúng ta có những cái điều kiện này hạ hạ sớm ấy, thì nó sẽ thực hiện vào diễn văn tháng 6, đúng không ạ? Chứ không là không không mọi người sẽ không bắt đầu nhanh hơn được, với những cái chỉ số lạm phát của Mỹ cũng đang 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 không đạt được giống như sự kỳ vọng. Và các bạn có thể thấy được là khi trong các thành viên của quan chức của Fed ấy, thì có chủ tịch Jerome Powell thì cũng chia sẻ rằng cảnh báo những cái sự kiên nhẫn trong việc hạ lãi suất sau khi lạm phát vượt dự báo đấy, và số liệu việc làm đang tăng mạnh. Thì các bạn có thể thấy được là
cái quá trình mà để mà quay về những cái chỉ số và đưa về chỉ số lạm phát về 2%, nó cũng không hề dễ dàng gì và đang trong cái quá trình mà chờ đợi, đúng không ạ? Và quay trở lại với chứng khoán ở Việt Nam thì các bạn có thể thấy là VHM thì sẽ nó đang quay trở lại những cái vùng cân bằng trong 14,3.85. Tuy nhiên là trong ngắn hạn ấy thì các bạn sẽ thấy là gì, nó sau khi đã mất khách sạn thì nó đang đang có những cái việc hút về cái vùng khách sạn đấy. Tuy nhiên rằng các bạn sẽ thấy rằng ở dưới này có khá nhiều cái đám mây to và trong vòng 6 giờ tới thì VHM có xu hướng là nó sẽ có điều chỉnh và giảm xuống, cho nên các bạn hãy cẩn thận vì cái đám mây to ở đây thể hiện điều gì, hiện sức mạnh của cái những người bị kẹp hàng ở đây khá lớn đấy, trong ngắn hạn các bạn nhé. Và không kịp chốt lời ấy, thì mình tin rằng là ở đây có rất nhiều người bị mắc kẹt ở đây và họ sẽ cắn khi hồi lên đây để họ chốt lời đấy. Còn dưới ITV đã chia sẻ các bạn lì xì cho các bạn những cái điểm mua ở quanh cái vùng 41, 42 và chốt lời 46 à. Chúng ta cũng phải 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 tranh thủ những cái vùng như vậy để chúng ta có cái cơ hội tham gia các bạn nhé. Cho nên vào những thời điểm này thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội hơn, chúng ta đồng hành cùng với nhau đấy, những cái phân tích những cái nhóm cổ phiếu VN mọi người đang 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 đóng góp cho thị trường trong ngày thứ sáu vừa rồi. Và một cái cổ phiếu phát đó chính là cổ phiếu FPT đấy, một cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ. Thì nếu các bạn đã đồng hành cùng với GITP tại cái cổ phiếu FPT thì các bạn sẽ thấy điều gì? Cổ phiếu FPT thì các bạn cũng đã thấy được những cái cổ phiếu họ 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 của FPT như FPT, FRT và FTS, đúng không ạ? Chúc mừng các bạn đã có những cái bộ ba cổ phiếu này. Và khi các bạn đồng hành cùng với GITP thì các bạn có thể thấy là khi mà GITP đã chia sẻ với các bạn, có những bạn đã nhận được những cái tín hiệu của GITP chia sẻ FPT ở những cái vùng đỉnh, vùng tín hiệu breakout ở cái vùng 84, thì các bạn cũng đã có một cái điểm chốt lời 50% ở vùng giá 99, đúng không ạ? 100.000. Và bây giờ thì hiện tại thì các bạn sẽ có còn 50% còn lại của các bạn tiếp tiếp tục nắm giữ. Bởi vì vào những thời điểm này thì các bạn sẽ thấy được những cái sự lo lắng của chúng ta nếu chúng ta không có những cái vùng giá vốn hạ về những cái vùng giá vốn là khoảng 75, thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn rất lo lắng. Nhưng khi các bạn đồng hành cùng với giá tùy với những phương pháp tối ưu hóa hạ giá vốn xuống thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn tự tin nắm giữ phần còn lại để các bạn tiến tới những cái mục tiêu là FPT lên 120 này, để đồng hành cùng với giá tùy các bạn nhé. Đấy, và có những lúc mà chúng ta vẫn phải biết rằng là trong cái thế thắng chúng ta vẫn phải thủ biết là tối ưu hóa lợi nhuận để có những phần tiền, chứ còn nếu không thì chúng ta không bao giờ tồn tại ở trên cái thị trường này bằng một cách là cứ mua full margin, và khi nó giảm thì các bạn sẽ bị ép phọc sell, thậm chí là bán hoảng loạn, lúc đó các bạn mới là mất hàng. Và lúc đó thì dưới ITV sẽ chia sẻ các bạn mua trong hoảng loạn để bán trong sung sướng. Và dưới ITV tin tưởng rằng với những cái chiến lược như vậy của dưới ITV đã chia sẻ các bạn là gì, liên tục bán cổ phiếu trong những lúc sung sướng nhất để tối ưu hóa lợi nhuận. Khi tất cả những ai đó ở trên thị trường này đều muốn mua cổ phiếu thì chúng ta lại có cái cơ hội chốt lời và khớp lệnh với những cái vùng giá gần như là cao nhất. Và các bạn sẽ thấy được là cái cảm giác mà chốt lời được khớp luôn ấy, thì đó mới là cái cảm giác gọi là thích thú nhất. Và phải nói rằng là có những cái cảm giác các bạn là có dù bán xong nó tăng mình cũng không tiếc, nhưng các bạn hãy chú ý một điều thế này này, mình sẽ chia sẻ và cảnh báo với các bạn có một điều là khi lên ấy, thì dễ chốt lời lắm, nhưng khi giảm xuống ấy, không ai dám mua, chính bản thân các bạn cũng không dám mua cổ phiếu. Và các bạn sẽ thấy một cái điều gì, các bạn không dám mua cái cổ phiếu mà thậm chí là không có cái lực cầu, lúc đó chỉ cần một cái lực bán nhẹ thôi là nó có thể giảm đi của các bạn 4-5% đấy, thì lúc đó các bạn mới thấy thật sự hoảng loạn và rất khó khăn. Nếu các bạn đang hoảng loạn và khó khăn trong thời gian tới, các bạn lưu ý cái điều này. Và nếu các bạn gặp những tình huống như này, các bạn hãy tham gia vào room của dưới ITP ở trên chỗ comment chat, và đồng thời mở tài khoản công ty tại chứng khoán tại công ty SSI, ID là 2606 hay là ID Q342 của VPS, thì dưới ITP sẽ hỗ trợ các bạn để các bạn vượt qua những cái ngưỡng cản này. Tại vì các bạn có bị một cái bệnh, có những bạn chia sẻ với dưới ITP rằng em bị bệnh ghẻ ngứa tay đấy, chốt lời xong là muốn mua lại luôn đấy. Không biết rằng các bạn có ở trong cái tình trạng đó hay không. Nếu các bạn đang ở trong tình trạng mà chốt lời xong mà muốn vừa chỉnh đỏ một chút xíu các bạn mua lại ngay ấy, thì nếu mà các bạn không nhanh tay để
để chốt lời tệ ngắn tệ cộng hay là thậm chí là chấp nhận để cắt lỗ, thì mình tin rằng từ những cái khoản lời nhỏ trở thành những khoản lỗ to và thậm chí là lỗ dài dài hơn khi các bạn vào những cái thế bí, các bạn không còn tiền để tiếp tục mua hàng, gia tăng tỷ trọng. Và các bạn thấy rằng trong một cái quá trình thị trường đang sung như vậy đi lên, thì mình tin rằng những cái cổ phiếu mà mình chia sẻ với các bạn ấy thì nó sẽ mang tính khá quan trọng, và chúng ta phải biết được có những cái cổ phiếu cốt lõi trong nhóm VN10. Bởi vì trước đó GITV chia sẻ với các bạn những cái video phía trước ấy, đó là gì? Tại cái vùng VN Index đang ở 1102, GITV đã chia sẻ là gì? VN Index sẽ phá vùng khách sạn 1137 để tiến tới 1205, 1250. Vào những thời điểm đó, không nhiều người tin tưởng GITV và cũng đã có những ý kiến trái chiều, rất nhiều anti-fan. Tuy nhiên, GITV thì cũng không quan tâm, bởi vì là những người làm như vậy thường là những người thất bại, và thường thường là chỉ khi nào mất tiền họ mới nhận ra là cái giá trị những cái tình cảm mà GITV chia sẻ một cách khách quan. Lúc đó chỉ có thì lúc mà thua lỗ rồi mới mới nhận ra thôi. Còn lại vào những thời điểm đó thì rất nhiều bạn là short, nhưng mà GITV lại chia sẻ các bạn một cái cú big long. Đấy, cho nên các bạn, mình nghĩ rằng là khi các bạn đang xem những cái livestream này mình có tổng hợp, thì các bạn hãy cho mình những lượt like, những lượt chia sẻ các bạn nhé. Đấy. Đấy, xin phép các bạn để kiếm tí nước à. Khô hết cả người các bạn. Bạn đừng quên cho Dứa một lượt like, một lượt chia sẻ trong nơi giải TV. Xin phép một chút nước để thêm cho cái giọng nó trong trẻo hơn một chút xíu nhá. Và quay trở lại với ngoài cổ phiếu FPT thì chúng ta vẫn tiếp tục gồng lãi phần còn lại, cho nên giờ ETV cũng rất là thoải mái tự tin các bạn. Thậm chí rằng cổ phiếu GVR đấy, thì có những bạn GVR thì trong room giờ ETV thì sau khi các bạn có tham gia, có một số bạn tham gia cổ phiếu GVR thì các bạn cũng cũng muốn gọi là sau khi tham gia rồi thì các bạn thấy giữa ITV chia sẻ thì các bạn cũng cũng muốn rằng là sẽ có những cái điểm mà chốt lời thế cộng. Bởi vì vào những thời điểm này khi mà GVR nó lên đến cái vùng quanh cái vùng 30 ấy các bạn, đấy là những cái vùng mà có một cái đà tăng đi lên thôi, nhưng mà cũng sẽ gặp những cái áp lực chốt lời. Đấy, còn những cái điểm mua mà của các bạn ấy thì giữa ITV đã chia sẻ các bạn ở cái vùng 19 20 rồi. Cho nên GVR vào những thời điểm này chúng ta phải biết tối ưu hóa lợi nhuận, bạn nào thế cộng thì nhớ chốt lời. Đấy, đừng 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 có chủ quan với những cái pha gọi là khi nó đang ở một xu hướng tăng nó kéo lên thật, nhưng mà nó có những sự điều chỉnh mà chúng ta khá lo lắng, bởi vì nó ở cái vùng hỗ trợ của nó ở dưới tận là 27.3, 25.35 lận, nên nó sẽ bị tích lũy trở lại các bạn. Ít nhất thì nó cũng sẽ tích lũy trở lại trong vòng 8 giờ nữa, và nếu nó không mất cái vùng 28.28 thì may ra nó mới giữ được. Đấy, còn lại không thì nó phải nằm ở trên vùng 28 các bạn nhé, thì các bạn sẽ có những cái điểm chốt lời ngắn hạn. Mình là nếu là tết cộng, nếu là mình dưới ITV thì chốt lời các bạn nhé. Còn lại vào những thời điểm này thì nếu các bạn không chốt lời thì các bạn sẽ phải chờ những cái vùng cân bằng trở lại hơn nhiều hơn, bởi vì khi mà nó không phá những cái vùng đỉnh như vậy á thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ xuất hiện cái vùng khách sạn Ichimoku Trịnh Phát hút giá về vùng 26.2. Đấy, nếu nó không phá đỉnh các bạn nhé, nhớ chú ý là không phá đỉnh cái vùng 30. Thì mình trước đó mình cũng chia sẻ các bạn những cái áp lực từ vùng 30 đến 30.5, nó sẽ có những cái áp lực như vậy. Đấy, các bạn thì có những lúc mà các bạn chỉ thích mua cái giá xanh thôi, các bạn không thích mua giá đỏ, nhưng mà đó là đi ngược với giá ITV. Giá ITV sẽ chia sẻ với các bạn là những lúc mà mua dùng giá được chiết khấu nhiều hơn, giá đỏ giá ITV thấy sự thích thú hơn. Tuy nhiên là nếu các bạn nào gồng, các bạn phải có những cái phương pháp, phải có một cái phần tiền để các bạn gồng. Còn lại nếu mà vào những thời điểm này mà các bạn không có những phương pháp để gom ấy, thì các bạn sẽ thấy là gì? Các bạn sẽ thấy cái sự hoang mang hơn nếu các bạn đang full margin vào những thời điểm này. Bởi vì có rất nhiều bạn full margin ấy, thì mới có những sự khớp lợi chốt lời được khớp lệnh nhanh chóng như vậy, đúng không ạ? Đấy, đó là sự đóng góp của GVR. Đấy, sang một cái mã cổ phiếu khác thì các bạn có thể thấy là cổ phiếu PNG, Gemedes, Big, BSI, đúng không? Đang những cái cổ phiếu chốt lời, và Gemedes thì đang khá tốt. Mà trước đó thì GITV cũng đã chia sẻ các bạn là từ cái vùng 51, 52 lên đến cái vùng 72 rồi. Đấy, trước đó
Thì bây giờ thì GITV cũng không theo đuổi những cái cổ phiếu như thế này. Đấy, khi mà có những cái tín hiệu khác thì GITV sẽ cập nhật hơn cho các bạn. Đấy, thì mình đã chia sẻ các bạn từ cái vùng 51, 52 lên vùng 72 rồi mà. Chốt lời thì nó bây giờ có những pha tích lũy và quay trở lại cái xu hướng tăng thôi, đúng không ạ? Đấy, bởi vì những cái cổ phiếu này thì các bạn sẽ thấy được là nó đang có những cái thông tin rất là tích cực về cổ phiếu ZMS. Đấy, quay trở lại những cái vùng này. Thật ra thì các bạn sẽ thấy đây là một cái xu hướng tăng và nó đang hình thành khá tốt vào những thời điểm này, và thật sự đây là một những cái cổ phiếu mà giá trung bình của những bạn đang ở cái vùng 58,62 này. Đây đang rất là mạnh các bạn nhé, trung bình của các nhà đầu tư đã bắt đầu gia tăng và đưa lên 58,62 rồi. Và với việc mà hai cái dầu gắm này hợp bích trở lại, chúng ta chờ nó tích lũy trở lại thì chúng ta sẽ có cái cơ hội tham gia. Đấy, chứ còn hiện tại với những tín hiệu như thế này mà chúng ta tham gia hơi sớm, nó sẽ có những cú rung lắc điều chỉnh trở lại thì rất là nguy hiểm các bạn. Còn thà nó tăng tốc bỏ rơi, chúng ta không mua thì chúng ta chọn những cổ phiếu khác, đúng không ạ? Đấy, rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với những cái cổ phiếu như VPBank, đóng góp Techcombank, Vinamilk, HPG, MBB, ACB, FRT và PGV đang đóng góp cho chiều giảm các bạn. Đấy. Chúng ta sẽ xem lại là các nhà đầu tư nước ngoài làm gì. Các nhà đầu tư nước ngoài đang mua MWG, bán Vinamilk đi ở 135 tỷ các bạn, mà mua vào cổ phiếu SSI 128 tỷ, mua vào cổ phiếu VIX 127 tỷ, mua cổ phiếu STB, một cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ, thì NGTP sẽ cùng các bạn phân tích. Hay là mua vào cổ phiếu GEX gần 86 tỷ, bán đi HPG 89 tỷ, mua vào VCI 81 tỷ, gần như là mua vào các cái cổ phiếu chứng khoán. Đấy các bạn nhá, chú ý là đang có những cái sắc xanh ở trên những cái nhóm tài chính, nhóm cổ phiếu chứng khoán các bạn nhá. Mua giá trị mua là 189 tỷ, 198 tỷ. Và khối dự doanh thì các bạn thấy rằng là họ cũng đi vô mua vào cái của những chỉ quỹ của VND. Đấy, bán đi FPT, mua vào HPG một chút, Vinamilk một chút, VHM, Masan. Nhưng mà các bạn có thể thấy được là cũng tổng mua ròng ấy là 187 tỷ, nhưng mà riêng 158 tỷ đã mua 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 cho chứng chỉ quỹ VND rồi. Đấy. Và các bạn có thể thấy thanh khoản càng ngày càng được tăng cao thì chúng ta sẽ có những cái sự kỳ vọng về những cái cổ phiếu chứng khoán trong cái thời gian sắp tới sẽ có những cái báo cáo kết quả kinh doanh của quý 1 năm 2024 nó sẽ rất là tốt. Nhưng trước đó thì nếu có những phá điều chỉnh, chúng ta sẽ có những cái cơ hội gia tăng ở các cái cổ phiếu chứng khoán các bạn nhé. Đấy, về nhóm ngành nghề thì các bạn có thể thấy được là hàng tiêu dùng thì tăng 0,6%, vật liệu cơ bản tăng 0,54%, nhóm tài chính 0,36%, nhóm tăng mạnh nhất là nhóm công nghiệp thì tăng 1,06%, và nhóm công nghệ ấy, thì trong đó có FPT thì đóng góp là 3,43%. Đấy, rất là mạnh các bạn nhé. Nhóm dầu khí thì có sắc xanh 0,6%. Đấy, bởi chiều giảm thì dịch vụ hạ tầng, y tế và viễn thông. Đấy, các bạn sẽ có những cái pha gọi là giảm điểm như vậy. Và bây giờ thì sau khi phân tích thì GITB sẽ cùng với các bạn đi phân tích về VN-Index các bạn nhé. Đấy, đi qua về mặt thị trường, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào về phân tích VN-Index trước khi đi qua các cái nhóm ngành. Đấy, các bạn đừng quên cho dưới một lượt like, một lượt chia sẻ vào những cái trái tim màu tím, và những cái bản tin cập nhật hơi dài, nhưng mình tin rằng là trong những cái quá trình mình cùng với anh Trịnh Phát và các cái thành viên của câu lạc bộ ITP đưa cái Ichimoku Trịnh Phát tới các cái mọi miền trên tổ quốc, thì cũng sẽ cập nhật các cái bản tin để chia sẻ với các bạn. Đấy. Các bạn đang là fan club của câu lạc bộ ITP tại thành phố Nghệ An, hãy comment những cái con số là 37 các bạn khi xem những video này, hay là các bạn là fan club của các câu lạc bộ ITP tại vùng miền, các bạn hãy comment những cái biển số xe của các bạn tại vùng miền, ví dụ ở Nghệ An là 37, ở Hà Nội là 29, 30, 31 ấy, và ở thành phố Hồ Chí Minh là gì, từ 50 cho đến 59 các bạn nhé. Đấy, các bạn hãy comment để dưới ITV chia sẻ các bạn những cái quá trình, những lịch học và trong thời gian sắp tới, sau khi nhận định với các bạn, chia sẻ với các bạn về mặt thị trường. VN-Index cũng đang trong một cái quá trình gọi là tích lũy, thì trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ xem trong một tuần tới thì nó diễn biến ra như thế nào.
Các bạn có thể thấy là vào những thời điểm này thì trong cái quá trình đi lên của thị trường ấy thì nó sẽ có cần một có quá trình tích lũy, và các bạn sẽ thấy là đây VN Index trong vòng hai phiên tới thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu nó giữ được cái vùng 1150 thì các bạn sẽ thấy là khi mà nó mất cái vùng 1150 thì nó sẽ quay trở lại cái vùng 1145, và các bạn hãy chú ý rằng là khi nó mất cái vùng 1145 này thì nó có xu hướng sẽ quay trở lại test cái vùng 1124 này các bạn nhé, 1125 này, và đây có một cái éo mây hút gió. Và trong vòng khoảng các bạn sẽ nhìn thấy cái điều này nó dễ xảy ra hơn khi mà có những cái xu hướng điều chỉnh thì trong cái tuần tới thì nó sẽ xảy ra vào cái tuần sau cái tuần đầu tiên của tháng 3. Đó là các bạn sẽ thấy có những cái điểm mua nó tích cực hơn. Đây, các bạn nhìn thấy ở đây là có một cái éo mây rất là mỏng. Đây ở đây gần như là không có cái lực cầu ở đấy đâu các bạn nhé. Không có lực cầu. Nếu có bị chốt lời thì ở đây không ai đỡ ở đây hết các bạn nhé. Đấy, nó chỉ đỡ sang 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 đến cuối tuần sau thôi. Thế cuối cái tuần mà giữa tháng 3 thôi thì các bạn sẽ thấy được là có những cái đám mây này mới có lực cầu. Cho nên là các bạn hãy chú ý rằng là vào những thời điểm này thì những cái phần mà tối ưu hóa lợi nhuận các bạn cần phải có, và các bạn dự phòng cho việc nó sẽ có những cái pha gọi là tín hiệu xác định phân kỳ đảo chiều ở trong khung daily rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy là những cái điểm mà các bạn nên chú ý rằng là 1245 thì nếu mất thì nó sẽ có xu hướng về quanh cái vùng 1225, và từ đó nó sẽ tiến tới những cái vùng mà 1205 các bạn nhé. Đấy, khi các bạn xem lại những cái quá trình thì các bạn sẽ thấy những sự đồng hành. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là gì? Chúng ta sẽ có những cái cơ hội điều chỉnh trong rung lắc như vậy thì các bạn sẽ thấy có nhiều cái cơ hội chúng ta gia tăng hơn. Còn vào những thời điểm này chúng ta kinh doanh về mặt tế cộng thôi, chứ không 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 phải kinh doanh bằng cái sự margin. Chúng ta phải kinh doanh bằng cái chắc chắn của chúng ta, và khi nó thay đổi cái xu hướng ấy thì chúng ta sẽ có những sự cập nhật nó lớn hơn. Và vào những thời điểm này thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn là chỉ cần nó vất 1237 thôi đúng không, thì trong cái khung daily ấy, thì nó sẽ có những cái xu hướng về những cái vùng cân bằng phía dưới nhiều hơn. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ quay trở lại những cái vùng giữa hai cái dấu găm này 1150. Đấy, thì các bạn hãy chú ý rằng là những cái pha này thì nó sẽ xảy ra trong vòng mà 2 tuần nữa các bạn, đúng không? Mình sẽ chia sẻ các bạn nó sẽ nảy cảm. Tức là ở đâu đó là các bạn sẽ có một cái khoảng cách là 12 phiên nữa, 12 phiên nữa các bạn sẽ thấy những cái áp lực nó mạnh mẽ hơn. Còn vào những thời điểm này thì các bạn có thể cười tươi một chút xíu, nhưng 12 phiên nữa các bạn sẽ thấy được là cái áp lực của các bạn nó lớn hơn rất là nhiều. Các bạn nhá, chú ý 12 phiên nữa. Đấy, khi các bạn thấy được 12 phiên nữa thì các bạn bắt đầu thấy những cái áp lực. Còn vào những thời điểm này thì các bạn cứ kinh doanh và các bạn làm chú ý những cái thời điểm mình cũng sẽ có những cái cổ phiếu nó sẽ đẩy lên những cái target nó mạnh hơn. Mình sẽ có những cái chia sẻ các bạn các cái điểm chốt lời gần như là hạ thêm tỷ trọng thêm một lần nữa nếu mà nó đạt đến những cái vùng đỉnh đấy. Đấy, và mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn qua các cái nhóm ngành. Đấy, thì vào những thời điểm này thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ đến với các cái nhóm ngành chứng khoán đúng không ạ? Các bạn cũng có thể thấy được là JP cũng đã chia sẻ với các bạn gì ở cổ phiếu SSI ấy, thì chúng ta đã mua ở vùng 26 rồi, cho nên và có một lần nữa gia tăng ở vùng 30.9 thì JP đã chia sẻ với các bạn chốt lời ở cái vùng 37.6 rồi. Đấy, và nó vẫn loanh quanh ở khu vực này, và khi kéo những cái vùng này đi lên thì đã chia sẻ với các bạn chốt lời 50% hạ giá vốn của SSI về những cái vùng gọi là những bạn đỉnh cao thì các bạn đã đồng hành cùng với dưới đó một thời gian dài ấy, thì các bạn hạ được giá vốn về quanh 20 21. Có những bạn thì cao hơn một chút xíu thì các bạn có thể đưa về giá vốn 24 25,
đó là những book các bạn để giữ trong trung hạn cho cổ phiếu SI và tiến tới những cái, tiếp tục những cái xu hướng của SI đi đến những cái vùng gọi là 50 các bạn nhá. Cho nên mình cũng đã chia sẻ các bạn mình chốt lời 50% tối ưu hóa cái lợi nhuận. Hay nhóm chứng khoán có cổ phiếu VND thì hôm vừa rồi thì mình cũng có chia sẻ với các bạn những cái tín hiệu T cộng, thì các bạn có thể thấy là riêng T cộng là mình chia sẻ các bạn là chốt hết, bởi vì T cộng trong ngắn hạn các bạn có nhỏ, còn có những lợi nhuận nhỏ, nhưng các bạn có thể thấy được là khi chúng ta tham gia thì những vùng 26 20 22 cho đến 22.4 ấy, thì những cái vùng đó T cộng lên là mình đủ cái phần T cộng rồi. Mình cũng chia sẻ các bạn trong phiên vừa rồi, thứ sáu vừa rồi cũng có những cái điểm chốt lời T cộng và cũng không không dám giữ những cái điểm T cộng. Còn những cái điểm trung hạn thì mình cũng đã chia sẻ các bạn những cổ phiếu như VND thì đã nằm xuyên suốt từ cái vùng 17.3 đấy, có một cái vùng mà gia tăng ở vùng 20.6 thì cũng có chốt lời 50%, hạ tỷ trọng xuống để hạ giá vốn xuống các bạn. Bởi vì có những nhà đầu tư đã đồng hành cùng với mình ở cổ phiếu VND đã xuất phát từ cái vùng giá 10 và cũng đã hạ được cái giá vốn về bây giờ hiện tại là đang giá 5 trong 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 năm 2023 và đầu năm này 2024 này đấy, để có tối ưu hóa cái lợi nhuận đã hạ được cái giá vốn về rồi. Cho nên vào những thời điểm này thì chúng ta có những cái phần còn lại chúng ta nắm giữ và tiếp tục những cái mục tiêu 3x cùng với GITP các bạn nhé. Hay cổ phiếu HCM chúng ta cũng đã có những cái điểm chốt lời T cộng ở từ những cái vùng 25.8 thì cũng đã có chia sẻ cho các bạn những cái điểm chốt lời, và phần còn lại chúng ta vẫn nắm giữ vào đóng một cái deal thì các bạn cũng đã có mua được mua giá phát hành thêm giá 10 đấy, thì chúng ta cũng đã có những cái lợi nhuận giá 10 thì mình tin rằng các bạn sẽ có những cái vùng giá là khoảng 300 hơn 300% đấy, khi các bạn đồng hành cùng với giá TV vừa được giá vốn giá 10 phát hành lên. Và mình tin rằng HCM những cái vùng giá 10 có thể lên được cái vùng 30 giá 34 đấy, sắp tới sẽ có những cái game khá hay các bạn. Hay là cổ phiếu FTS thì mình cũng đã chia sẻ các bạn chốt hết những cái trần ở vùng giá 57. Mình cũng không 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 đặt cái target là 61 thật, nhưng mà hiện tại thì mình với những cái cổ phiếu ít cái thanh khoản như vậy thì mình cũng đưa ra những cái điểm chốt lời để mình có cái cơ hội mình tối ưu hóa lợi nhuận và gia tăng những cái cổ phiếu khác. Hay là thậm chí những cổ phiếu VCI thì hôm vừa rồi thì những cái cổ phiếu mua T cộng của VCI thì cũng có điểm chốt lời 47.2. Đấy, chia sẻ với các bạn những cái tín hiệu chốt lời 47.2 rồi. Cho nên vào những thời điểm này thì các bạn nhớ rằng là chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận nhé. Các bạn chờ mình tí, mình mở cửa cho anh em vào phòng đã. Các bạn thấy là qua những thời điểm này thì cổ phiếu VCI chúng ta cũng đang có những cái màn gọi là tối ưu hóa lợi nhuận. Hay cổ phiếu SSS thì mình cũng đã có những cái chia sẻ các bạn là trong khi có những cái tín hiệu phân kỳ đảo chiều thì chúng ta cũng trong ngắn hạn chúng ta cũng có những cái điểm chốt lời cái phần mà gần như là hòa vốn các bạn. Mình mua ở 18 18.1 cái phần giá tăng á thì mình cũng chốt lời luôn các bạn. Và bây giờ thì không không sử dụng những cái phần trong ngắn hạn T cộng là phải chốt lời hết đấy. Hay có những cái cổ phiếu như AGR các bạn cũng có thể thấy nó cũng có những cái đà tăng bật rất là mạnh, thì những cái việc mà T cộng của các bạn cũng phải tối ưu hóa chốt lời. Thậm chí rằng những cái cổ phiếu như VIX các bạn có thể thấy nó tăng khá mạnh. Tuy nhiên giờ ITV cũng đã chia sẻ các bạn những cái cơ hội của cổ phiếu VIX rồi, thì chúng ta sẽ thấy được là nếu chúng ta không chốt lời 50% ấy thì những cơ hội như vậy thì chúng ta đã thấy được là cơ hội trong thời gian qua rất khó khăn để chúng ta có những cái điểm chốt lời, và chúng ta hãy chốt lời 50% khi những cái cổ phiếu này tăng lên các bạn nhá. Đấy. Và đây là của cái nhóm chứng khoán. Còn cái nhóm mà thép thì chúng ta sẽ như thế nào, bánh trứng thép các bạn. Ví dụ như các bạn có thể thấy là cổ phiếu HPG khi dưới ITP chia sẻ với các bạn chốt lời ở 30.9 ở phiên ngày thứ năm đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ thấy được những cái pha rung lắc giảm điểm, và bây giờ trong một cái xu hướng cần tích lũy trở lại của cổ phiếu HPG thì giá ITP vẫn chia sẻ với các bạn là gì, chốt lời hết những cái cổ phiếu như HSG và NKG ở vị thế T cộng, thì giá ITP sẽ chuyển sang tập trung để chờ cái cổ phiếu HPG để gia tăng cổ phiếu HPG với một mục tiêu trung hạn đó là để lên đến vùng 4445 đấy. Cho nên vào những thời điểm này thì quanh cái vùng gọi là 29.5, 29 thì đúng là
một cái vùng mà chúng ta có thể gia tăng cái tỷ trọng của cổ phiếu HPG sau khi chúng ta đã đưa cái giá vốn của HPG về quanh cái vùng giá 26 rồi các bạn nhé. Đấy. Bởi vì chúng ta đã mua ở những cái vùng là 27.8, 28 thì chúng ta chốt lời 30.9 rồi các bạn. Khá tốt hơn so với nhóm ngành thép rồi. Đấy. Và ở cái nhóm bất động sản đấy, thì các bạn có thể thấy là sau một cái quá trình đi lên thì các bạn thấy những cái cổ phiếu như Novaland, GITP cũng đã có một cái điểm cân bằng các bạn ở khi chia sẻ các bạn là mua ở 17.2 và có một cái điểm xử lý khi chúng ta gia tăng quay trở lại để cân bằng lại cái giá Novaland ở về vùng giá 17 là mua ở 16.8 thì cũng đã chốt phần cái vùng mua ở 16.8 ở cái vùng là 17.2 rồi. Cho nên các bạn 17.3 thì các bạn sẽ thấy là những cái phần đó là phần tối ưu hóa lợi nhuận và chúng ta vẫn phải sử dụng một cái phần tiền để chúng ta đưa về thế phòng thủ. Và những thời điểm này thì các bạn thấy có những cái cổ phiếu như GEX thì chúng ta vẫn trong một cái xu hướng chúng ta đang đánh trong trung hạn, chúng ta vẫn nắm giữ và đây là một cái cổ phiếu mà GITP đã chia sẻ các bạn mua ở những cái điểm 21.5 rồi trong những thời điểm và ngày hôm vừa rồi thì cũng đã có một cái cây nến bùng nổ đi tăng 4%. Và xin chúc mừng các cái cổ đông của GEX, các bạn cũng đã được nhận được những tín hiệu tích cực từ GITP và Thái Lê trong những video làm ở Quảng Bình đã chia sẻ các bạn thôi đúng không ạ? Nếu các bạn thấy một cái cổ phiếu bắt đầu bằng chữ G kết thúc bằng một chữ X là của GITP. Đấy, các bạn hãy cho dưới một cái comment, một like và Thái Lê lại bật mí là bắt hai chữ cuối là chữ E và chữ X thì các bạn có thể ghép lại đó là GEX đúng không ạ? Các bạn hãy cho dưới một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Vào những thời điểm này thì các bạn thấy rằng là bất động sản đang có những cái sắc xanh quay trở lại thì các bạn sẽ thấy là nếu các bạn chưa có những cái điểm chốt lời ấy thì bất động sản là những cái cổ phiếu chưa tăng thì các bạn thấy rằng những cái cổ phiếu sell thì GITP chia sẻ với các bạn liên tục mua ở cái vùng là 21 thì các bạn sẽ cân bằng lại. Có những bạn đang bị mắc kẹt ở cái vùng 23.5 hay 24 luôn ấy, GITP có chia sẻ đâu không phải có gì phải bán cả. Các bạn thậm chí các bạn mua lại ở quanh cái vùng giá 21 để cân bằng trở lại và các bạn sẽ có những cái vùng giá cao hơn để các bạn bán chốt lời. Đấy, không biết các bạn có thực hiện chưa? Nếu các bạn chưa thực hiện thì nhớ bấm vào cái đường link để đăng ký kênh mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hay SSI các bạn nhé. Hay tham gia vào room VIP của GITP đang trên chỗ cái comment chat đó các bạn. Đấy. Vào những thời điểm này thì các bạn sẽ thấy được là nhóm cổ phiếu banh. Đúng không? Banh chứng thép thì thép và chứng khoán đã đi rồi, chúng ta đến với cổ phiếu banh. Cổ phiếu banh thì các bạn thấy rằng sau khi CTG thì chúng ta chốt lời 37 thì hiện tại đang tích lũy trở lại thôi. Chúng ta cũng chưa có gì phải quá lo lắng vào những thời điểm này cả. Và mình chỉ chờ những thời điểm để gia tăng hơn. Hay cổ phiếu MBB thì các bạn thấy là có những cái điểm mà dưới ITV chia sẻ ở vùng 24.6 ấy thì nó sẽ rung lắc và tích lũy trở lại. Còn cổ phiếu Vietcombank thì các bạn có thấy là có những thời điểm nó đã đi lên kéo thị trường đi lên đến vùng 98.000 quanh 100 thì đó là những cái thời điểm mà gặp cái áp lực chốt lời T cộng cũng sẽ chốt lời thôi các bạn đúng không? Vì ở đâu đó có những anh chị cũng đang mua ở quanh vùng 90 89 rồi. Đấy và đi lên. Thì có một cái cổ phiếu khác đó là cổ phiếu TPBank thì khi đến đến cái vùng là 20.2 thì GITP cũng đã chia sẻ các bạn là chốt lời hết cổ phiếu TPBank và với lợi nhuận là 13%. Đấy, các bạn nào chưa có những cái cổ phiếu như vậy trong thời gian qua thì các bạn hãy chờ đợi và đăng ký kênh cũng giống như là tham gia vào room của GITP các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy vào những thời điểm này những cái cổ phiếu như MSB khi chốt lời vùng giá 16 xong thì nó đang rung lắc tích lũy trở lại các bạn. Còn cổ phiếu những cái cổ phiếu mà chưa chốt lời ấy, thì có cổ phiếu STB thì các bạn có thể thấy là STB thì hôm vừa rồi GITP có chia sẻ chốt lời ở vùng 32 với cái lợi nhuận là khoảng 7%. Đấy thì các bạn có thể thấy là chốt lời ở vùng 32 thì cũng có hạ cái giá vốn của chúng ta đi về đây cũng quanh ở vùng 28x cho nên các bạn cũng không phải quá lo lắng vào những thời điểm này. Đấy để tiếp tục nắm giữ 50% còn lại. Còn cổ phiếu VIB của VIB thì các bạn có thể thấy là vẫn đang tiếp tục gồng lãi thôi. Đây trong một cái xu hướng tăng dài. Đấy, tiếp tục nắm giữ thôi các bạn. Hay cổ phiếu SHB cũng đang quanh cái vùng 11.5 mà chúng ta mua thì cũng đang tiếp tục gồng lãi trong một cái trend khá dài. Đấy. Đó là những cái xu hướng của nhóm banh. Thì đang trong một cái pha tích lũy
Và các bạn tin rằng là bánh cũng đã tăng một thời gian dài và sẽ có những phá điều chỉnh rung lắc thì nó sẽ ảnh hưởng đến chỉ số của thị trường các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ đi đi qua một số cái đồ thị của nhóm cổ phiếu banh, ví dụ MBB. Các bạn có thể thấy là cổ phiếu MBB khi mà đang 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 rung lắc và đi xuống những dưới những cái vùng có lần mây hỗ trợ trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì các bạn đã bắt đầu xuất hiện những cái vùng mà khi nó mất cái vùng 23.9 thì nó sẽ về những cái vùng gọi là 22.9, 23 các bạn nhé. Đấy, khi nó về những vùng đấy thì các bạn sẽ thấy là ảnh hưởng đến chỉ số khá nhiều đấy. Đấy. Rồi các bạn sẽ thấy đi qua những cái cổ phiếu như là ảnh hưởng đến thị trường như BID. Đấy. Sau một quá trình tăng mạnh nữa các bạn, thì cổ phiếu VID thì đang xuất hiện cái vùng khách sạn Ichimoku hút giá về cái vùng 50.75. Đấy. Rồi cổ phiếu Vietcombank. Cổ phiếu Vietcombank thì các bạn thì mình tin rằng là nó đang có những cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng là 94.7 94 đấy, đó. Sau khi đi lên thì nó sẽ quay trở lại test những cái vùng này, thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có những thời điểm nó quay trở lại test những vùng này, thậm chí rằng là nếu nó có test lại những cái vùng 94.7 trong trong vòng 2-3 phiên tới thì các bạn có thể là có một cái nhịp tiếp cận hay các bạn nhá, ở những cái cổ phiếu trên mặt đá khung thời gian. Các bạn nhớ chốt lời và khi về đến đây các bạn nhớ mua mua lại để các bạn tối ưu hóa cái lợi nhuận. Hay cổ phiếu ACB. Thì cổ phiếu ACB sau khi tích lũy lên thì nó cũng đang nằm bên dưới cái giao găm quanh cái vùng giao găm hỗ trợ trong ngắn hạn là 25.75. Tuy nhiên là các bạn thể thấy rồi, nó sẽ có những phá rung lắc quay về vùng 27 rồi các bạn. Đấy, 27. Bởi vì hai cái giao găm này đang hai kiểm đang xa nhau và nó cần tích lũy trở lại, và các bạn sẽ thấy nó đang có xu hướng là nó nằm dưới cái làn mây, và khi mà nó ở đây thì cũng không có lực 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 cung gì đâu các bạn. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy là nó nếu mà trong vòng mấy giờ tới, trong vòng mấy giờ tới mà 1 2 3 4 5 ấy, 5 giờ tới thì nó xuất hiện một cái khe mà nó có thể là điều chỉnh về quanh cái vùng mức 26.9 27 các bạn nhé. Đấy, vì nó đang ở trong một cái tình trạng ở trong khung trung hạn là nó đang tách kiểm nhau ra. Đấy, và cái xu hướng tăng nó đang không được tăng mạnh mẽ nữa. Đấy, nó đang cần có xu hướng trạng thái tích lũy trở lại. Hay cổ phiếu STB. Cổ phiếu STB thì các bạn có thể thấy là hiện tại thì nó cũng đang trong cái trạng thái tích lũy trở lại và nó đang có những cái xu hướng có thể hút giá về quanh cái vùng 31.2 các bạn nhá. Đấy, nhưng 31.2 31 đó mới là cái điểm của chúng ta gia tăng trở lại sau khi tối ưu hóa lợi nhuận và hạ cái giá vốn về mang về cái vùng giá 29 rồi. Đó, để chúng ta yên tâm nắm giữ. Cổ phiếu VIB. Cổ phiếu AB thì đang trong một tình trạng tích lũy và nó sẽ có những cái nó là những cái cổ phiếu đang tích lũy khá chặt trong khung tuần, và các bạn sẽ thấy được là hiện tại thì hai cái kiểm đang xu hướng tăng lên và các bạn sẽ thấy được hai cái giao găm đang đang tiến gần đến nhau, và hiện tại đang có trong ngắn hạn thì đang có xuất hiện một cái khách sạn hút giá về cái vùng là 22, và các bạn đã thấy được sau khi nó xuống gần cái vùng giao găm 21 chấm chấm năm ấy thì nó đã quay trở lại trong cái vùng tích lũy 21.5 đến 22 các bạn nhé. Và vừa rồi thì GITP đã đi qua một số cổ phiếu của nhóm banh, chứng thép, và có một cái số nhóm cổ phiếu khác thì các bạn có thể liên hệ với GITP để GITP chia sẻ các bạn những cái tổng hợp về thị trường, những cái xu hướng trong cái tuần tới như thế nào. Thì các bạn hãy tham gia vào room và chia sẻ những cái comment để chúng ta dưới ITV tiếp tục chia sẻ các bạn ở trong trong room cộng đồng của dưới ITV cũng giống như tham gia đường link. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video rất nhiều, hy vọng rằng trong tuần tới chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội hơn để chúng ta đón nhận những cái món quà ngày mùng 8 tháng 3. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia xem video này. Nếu các bạn thấy yêu thích thì các bạn hãy đồng hành cùng với dưới ITV bằng cách liên hệ với dưới ITV qua số điện thoại 0708 245 247 và mở tài khoản chứng khoán tại công ty SSI ID 2606 để GITB hỗ trợ các bạn. Nếu các bạn yêu thích những video này, các bạn hãy chia sẻ trên
cho dự ITP và đăng ký những lượt like, những lượt subscribe cho kênh ITP Club Channel các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.